chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động thể thao được phát sóng trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tối qua Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tổ chức gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2018. Bên cạnh chức vô địch quốc gia, câu lạc bộ Hà Nội đã thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải. Ở V-League, câu lạc bộ Hà Nội đăng quang ngôi vô địch và được trao thưởng 3 tỷ đồng. Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa đứng thứ 2 và được thưởng 1,5 tỷ đồng. Câu lạc bộ San An Khánh Hòa đứng thứ 3 và được thưởng 750 triệu đồng. VPF cũng đã trao giải phong cách cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và công bố đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu V-League cùng với phần thưởng 10 triệu đồng một người. Không chỉ thành công ở góc độ tập thể với danh hiệu vô địch quốc gia, câu lạc bộ Hà Nội còn thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân xuất sắc như giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải thuộc về tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, câu lạc bộ Hà Nội được trao danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội Chu Đình Nghiêm được trao danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất giải. Trọng tài Ngô Duy Lân được trao danh hiệu còi vàng V-League 2018. Ở giải hạng nhất quốc gia 2018, câu lạc bộ Viettel được thưởng 1 tỷ đồng sau khi vô địch và giành suất thăng hạng V-League 2019. Câu lạc bộ Hà Nội B được thưởng 500 triệu đồng với vị trí thứ hai và câu lạc bộ Đồng Tháp được thưởng 250 triệu đồng cho vị trí thứ ba. Cầu thủ Y Thăng Eban, câu lạc bộ Đắk Lắk là vua phá lưới của giải với 15 bàn thắng. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương đoạt cúp quốc gia 2018 và được nhận phần thưởng 1 tỷ đồng. Đêm qua, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn sau một tuần tập trung và tập luyện tại Hà Nội. Trước ngày lên đường, nhóm các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia của các câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Thanh Hóa vừa thi đấu chung kết cúp quốc gia cũng đã kịp có mặt và lên đường cùng đồng đội. Trong buổi sáng ngày hôm qua, đội tuyển vẫn có buổi tập nhẹ. Nhóm các cầu thủ BKMX Bình Dương và Thanh Hóa đã có mặt tại địa điểm tập trung của đội tuyển. Tuy nhiên, các cầu thủ này đều được tạo điều kiện nghỉ ngơi. Như vậy, chỉ khi có mặt tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo mới có đủ quân số để tập chiến thuật. Trong thời gian tập huấn, ban huấn luyện đội tuyển chủ trương hạn chế cho các tuyển thủ tiếp xúc truyền thông để các cầu thủ có được sự tập trung cao nhất và cũng tránh để các phương án chiến thuật bị lộ ra ngoài. Tại Hàn Quốc, đội sẽ có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ tại Hàn Quốc. Đây được đánh giá là cơ hội tốt để huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm đội hình, trong đó có vị trí mà Văn Thanh để lại. Ngày 30 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về Việt Nam và có một tuần chuẩn bị cho danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào trận đấu đầu tiên với đội tuyển Lào vào ngày 8 tháng 11 trong khuôn khổ vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Hôm qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã di chuyển sang khách sạn Harris tại Bekasi, nơi đóng quân chính thức trong thời gian thi đấu các trận vòng bảng vòng chung kết U19 châu Á 2018. Đội cũng đã chốt danh sách lần đầu tiên với sự chia tay của hai cầu thủ. Căn cứ các yêu cầu về chuyên môn để phục vụ cho cuộc cạnh tranh tại vòng chung kết U19 châu Á 2018, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra quyết định đầu tiên về nhân sự. Theo đó, hai cầu thủ phải nói lời chia tay với U19 Việt Nam gồm Phạm Văn Luân và Nguyễn Hoàng Duy. Tại cuộc họp kỹ thuật ngày 18 tháng 10 tới, sẽ có thêm một cầu thủ phải rời đội tuyển khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ. Chiều qua, đội bước vào buổi tập đầu tiên tại Bekasi trên một trong những sân tập tiêu chuẩn được AFC lựa chọn phục vụ cho giải đấu. Theo lịch thi đấu tại vòng bảng, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U19 Jordan vào ngày 19 tháng 10, tiếp đến là U19 Australia 22 tháng 10 và U19 Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 10. Rạng sáng nay, các trận đấu thuộc UEFA Nations League tiếp tục diễn ra với những kết quả đáng chú ý. Tuyển Đức thất bại lần thứ 2 liên tiếp, Ukraine toàn thắng 3 trận, chính thức lên chơi tại League A. Sau khi hòa Pháp 0-0, bại trận 0-3 trước Hà Lan, tuyển Đức tiếp tục hứng chịu thêm trận thua 1-2 trước Pháp tại Nations League. Trong hiệp 1, Toni Kroos mở tỷ số trước cho Đức từ chấm phạt đền. Nhưng sau giờ nghỉ, cú đúp của Antoine Griezmann ở phút thứ 62 và 80 đã đưa Pháp ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2-1 tại Stade de France. Kết quả này đẩy Đức lún sâu hơn vào khủng hoảng. Tính cả World Cup, UEFA Nations League và các trận đấu giao hữu, Đức đã thất bại tổng cộng 6 lần trong năm 2018. Trong lịch sử, Đức chưa bao giờ thua nhiều đến vậy trong một năm dương lịch. Trận thua Pháp cũng đánh dấu lần đầu tiên Đức thua liền 2 trận chính thức kể từ năm 2000 tới nay. Ở các trận đấu khác, Ukraine giành chiến thắng xít sao 1-0 trước Cộng hòa Séc sau khi tiền vệ Malinovsky có pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái phút 43. Toàn thắng 3 trận liên tiếp, Ukraine chính thức giành ngôi đầu bảng League B và sẽ lên chơi ở League A. Đêm qua rạng sáng nay cũng diễn ra hàng loạt trận đấu giao hữu quốc tế đáng chú ý.
Người hâm mộ chờ đợi cuộc đối đầu của hai đội bóng lớn nhất Nam Mỹ là Argentina và Brazil, nhưng thực tế thì trận đấu hấp dẫn nhất lại là cuộc đọ sức của Nhật Bản và Uruguay. Hàng vạn cổ động viên Nhật Bản đã được chứng kiến trận cầu mãn nhãn giữa đội nhà và đội bóng đến từ Nam Mỹ Uruguay. Sau 90 phút, có 7 bàn thắng được ghi và Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Đây là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của đại diện xứ sở Hoa Anh Đào dưới thời tân huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Ở trận đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út, tình huống đá phạt góc của Neymar ở những phút bù giờ đã giúp Miranda lập công mang về chiến thắng tối thiểu cho Brazil trước Argentina. Bỉ và Hà Lan hòa nhau với tỷ số 1-1, trong đó Dries Mertens giúp đội tuyển Bỉ dẫn bàn trước ngay từ phút thứ 5. Tuy nhiên đến phút 27, đội tuyển Hà Lan gỡ hòa 1-1. Chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018, tuyển Malaysia đã bị ngắt mạch bất bại dưới thời tân huấn luyện viên Teng Chen Hue sau khi để thua Kyrgyzstan với tỷ số 0-1. Tuyển Lào thua Mông Cổ với tỷ số 1-4. Trong khi đó, Myanmar chuốc lấy thất bại 1-4 trước Bahrain, còn tuyển Indonesia hòa Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 1-1. Với việc ra sân trong chiến thắng 1-0 của Brazil trước Argentina vào đêm qua, tiền đạo Neymar đã lọt top 10 cầu thủ khoác áo sele cao nhiều nhất trong lịch sử. Cụ thể, Neymar đã có 94 trận ra sân trong màu áo đội tuyển Brazil, thành tích giúp anh lọt vào danh sách 10 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong lịch sử, bằng với huyền thoại Neymar, người từng làm được điều này trong giai đoạn từ năm 1953 đến năm 1969. Lần đầu tiên Neymar khoác áo đội tuyển Brazil là ngày 10 tháng 8 năm 2010 trong trận đấu với đội tuyển Mỹ. Thời điểm đó anh mới 18 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 69 trận cho Seleção, Neymar đã có 59 bàn thắng và đứng thứ 3 trong danh sách những cây sân bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil. Thành tích của Neymar còn kém Ronaldo và kém huyền thoại Pelé. Năm nay mới 26 tuổi, Neymar vẫn còn rất nhiều cơ hội để vượt qua kỷ lục ghi bàn của Pelé. Tuy nhiên, để đuổi kịp số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất, có lẽ anh phải nỗ lực rất nhiều. Hiện tại, cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Seleção là cựu hậu vệ Cafu, người đã có 142 trận ra sân trong màu áo Seleção giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2006. Trong khuôn khổ Premier League, Liverpool vừa có trận hòa may mắn trước Man City trên sân nhà, nhưng vận may không ở lại với The Kop sau loạt trận thi đấu quốc tế, nơi mà virus FIFA vẫn là cơn ác mộng với các đội bóng. Loạt trận quốc tế đã khiến Liverpool chịu tổn thất lớn về nhân sự. Theo thông tin mới nhất, đội chủ sân Anfield đã phải điều chuyên cơ riêng tới châu Phi đón Naby Keita về trị thương. Keita đã dính chấn thương bắp chân khi làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia tại vòng loại CAN 2019. Theo hình ảnh truyền thông ghi lại, ngôi sao của The Kop phải nhờ đồng đội cõng mới có thể rời sân. Keita là trường hợp mới nhất của Liverpool dính chấn thương sau Sadio Mane. Cầu thủ này bị gãy ngón tay trong lúc trở về khoác áo đội tuyển Senegal. ESPN dẫn tin, Mane nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài trận gặp Huddersfield để các bác sĩ theo dõi thêm tình hình. Trước đó, Mohamed Salah và Virgil van Dijk cũng gặp vấn đề về thể lực trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Chuyển sang những thông tin về quần vợt. Tay vợt người Romania Simona Halep sẽ có năm thứ hai liên tiếp kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt Nữ Thế giới WTA. Simona Halep đã vượt qua cựu vô địch Mỹ mở rộng Sarah Stephens trong trận chung kết Roland Garros hồi tháng 6 vừa qua để chính thức sở hữu danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Ngoài ra, cô cũng đăng quang ngôi vô địch tại các giải quần vợt thâm quyến mở rộng và Roller Cup. Những thành tích này giúp Simona Halep ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng WTA trong vòng 40 tuần liên tiếp trước khi mùa giải năm nay kết thúc. Simona Halep sẽ tham dự giải quần vợt Grammy Cup tại Moscow trong các ngày từ 15 đến 20 tháng 10 trước khi lên đường sang Singapore để tham dự giải đấu cuối cùng trong năm WTA Finals dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.